xin chào cả nhà. Hôm nay thì trời mát rồi các bạn ơi, cho nên bảy chiều bảy đi ra sân, bảy chuẩn bị trồng bông trồng hoa đâu cho mùa xuân tới các bạn. Bây giờ thì bảy chuẩn bị trồng tulip với hoa ly các bạn, nhưng mà bữa nay là bảy trồng tulip trước. Mấy năm trước là bảy trồng tulip đẹp lắm các bạn ơi, bảy trồng trong mấy cái chậu này nè, vô trong chậu với mấy cái chỗ hàng rào này nè, rồi mình nhét vài cây vậy đó. Thấy gì các bạn thấy gì chứ, bây giờ nó còi cọc hết trơn, chứ tới mùa xuân là bắt đầu nó um tùm lắm các bạn ơi. Thôi thì bây giờ để bảy giới thiệu cho các bạn, bảy quay cho các bạn coi để bảy trồng những cái loại tulip nào nha các bạn. Bảy lựa mấy cái loại này nè các bạn. Cái loại này cái loại này là thường, loại thường thấy mà mấy công viên người ta trồng các bạn. Còn mấy cái loại này nè, mấy cái loại này đẹp nè, năm rồi bảy trồng cái loại này nè các bạn ơi, đẹp dữ lắm. Còn cái này là cái mới, năm nay bảy mới trồng, bảy trồng thử cái loại này cái nó làm sao, nhìn thấy cái củ nó thấy cái bông nó đẹp quá trời luôn. Người ta bán dữ các bạn ơi, người ta bán 4 củ gì đây là cũng khoảng 70.000 đó. 4 củ này nè, người ta chia ra người ta bán các bạn ơi. Cái này nó cao 30 tới 40 cm. Cái này năm ngoái bảy trồng là nở đẹp lắm các bạn ơi. Cái này là bảy mới trồng, năm nay bảy mới trồng. Cái này 2 4 6 8 củ, 8 củ mà 100 mấy. 120, 130 vậy đó, bảy mua rồi bảy không nhớ nữa. Sẵn ngay ra bảy trồng hành luôn các bạn ơi. Hành này nè. Cái này là để mình trộn vô với phân này nè các bạn. Phân này nè, mấy cái con này nó không có mấy con này, có mấy con này nó ăn rễ lắm các bạn ơi, nó ăn là chết cây luôn đó. Cho nên bảy phải trộn cái này vô. Bảy mua chỉ cái loại phân thường này thôi các bạn ơi. Phân này để trồng rau rồi nè. Bây giờ là mấy cái chậu này nè, mấy chậu năm rồi. Thôi bây giờ bắt đầu bảy bỏ vô bảy trồng nha. Một lớp phân gì đây nè các bạn, rồi bảy bỏ ra chọn cái thuốc sâu vô rồi để cho tránh cho mấy con sâu nó không có bu vô đây. Rồi bây giờ mấy cái bông này nè bảy bỏ vô này á, phải để vô trong đây luôn. Thôi mười mốt không nhớ các bạn ơi, để vô đây nè. Một cái củ nó thì mình cứ để vô nha các bạn, mình cứ để vô đây, cái hồi mình đổ lên thêm một lớp phân nữa. Hồi năm rồi bảy làm để khít lắm, cho nên nhìn cái chậu nó nhỏ lắm các bạn, nó không có đủ phân á. Nhớ thấy tội nghiệp quá, cho nên năm nay bảy để thưa ra một tí. Bảy để về đây đi, 4 chậu này mà bảy làm hết bao nhiêu đây rồi bảy chia ra. Bây giờ là bảy đã vô về đây xong rồi nè các bạn. Bảy bỏ về đây một lớp xong, bây giờ bảy bỏ lên thêm một lớp phân nữa. Đó. Nó là mấy cái màu này nè, nữa cái bông nó ra sao là nữa, nó chỗ bông là y chang vậy đó các bạn. Đó bao nhiêu đó đó. Rồi bây giờ để bảy đổ lên một lớp phân nữa, rồi hàng ngày mình tưới nước vậy thôi. Đang mưa nữa. Nó gần chỗ bông các bạn, cái mình bón phân nó lên. Cái này cái cũ á, mình lấy lại sang năm mình trồng tiếp theo nó cũng được, nhưng mà bảy năm rồi bảy làm trễ quá, cái cũ nó bị thúi hết trơn. Cái lá ở nhà là bảy trồng bông thôi các bạn ơi, với mấy cái rau quế rau thơm rồi đó, còn ở ngoài rẫy thì trồng rau cũ. Cái vườn trồng bông là chỉ có mùa xuân thôi các bạn ơi, mùa xuân lên mới đẹp, còn mấy cái mùa này thì nó tàn nó héo vậy đó. Thì đây là xong rồi, giờ chỉ tưới nước thôi, hàng ngày tưới nước nữa thôi. Trồng mà ly cũng vậy nữa các bạn, ly cũng giống như tulip vậy đó. Bây giờ như vậy là đã xong rồi các bạn ơi. Chiều nay trời mát này, với lại về sớm nữa mới có thời gian làm buổi chiều, chứ thường thường là làm cuối tuần không các bạn ơi.
đi làm gì không có thời gian. Trời mát quá không có làm thì tiếc quá, cho nên sẵn ngày về sớm nữa, trời mát thì đem ra làm luôn. Hẹn các bạn các em vào mùa bông tulip mùa thu tới nha các bạn. Rồi sẽ bông qua giường gật gỡ rồi bẫy quay cho các bạn coi. Nhìn mê lắm các bạn ơi. Sáng mà mở cửa ra là muốn mở cửa ra nhìn ngoài luôn, vậy là lớp bông hồng thơm nè, rồi lớp ly tulip gì đó, mở cửa ra là ba bốn mùi nó ngào ngạt vô trong nhà luôn vậy đó. Thôi bảy sẽ kết thúc cái video ở đây. Bảy cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video của bảy nha. Bye bye, hẹn các bạn vào cái video sau.